Xin chào các bạn và quý anh chị nhá. Hiện tại thì em đang ở dưới biển hồ tạo sóng Vinhomes Gia Lai để dẫn một đoàn khách đi side tour. Kiếm như chưa cái cho anh một cái dấu khác thì dấu này kẹt hoặc cái dấu hay bị kẹt đấy. Mạnh đau tay khách như thế này. Rồi chơi lại. Đây là đoàn khách của nhà chị Giang ngày mai xuống dưới biển hồ tạo sóng Vinhomes Gia Lai để trải nghiệm đây. Đây một đại gia đình gồm 8 người. Phía trước của các bác cũng như quý anh chị, đây là phân khu san hô nhé. Và đối diện với phân khu san hô thì bên trái sẽ là biển hồ tạo sóng đây. Có hồ nước mặn Lăng Cù Lao. Nếu mà cư dân về đây ở thì với những cái căn mặt tiền, những cái căn góc như này thì view hướng ra, nhìn ra biển hồ sẽ rất là dễ. Quý căn hiện tại cũng đang còn nhiều và chính sách bán hàng đã tăng thêm đó là 9% từ ngày 27 tháng 8, nên các bác cũng như quý anh chị đang có nhu cầu muốn đầu tư hay là muốn đi trải nghiệm thì cũng có thể liên hệ với em qua số hotline trên màn hình nhé. Bây giờ là đoàn nhà của chị Giang đang làm thủ tục để gửi đồ. Ở đây chúng ta gửi đồ sẽ phải cọc trước là 100.000 nhé các bác. Đây là không khí trong nhà hàng Marit nha các bác. Buổi trưa nếu mà khách hàng sau khi mà đã chơi và trải nghiệm thì chúng ta sẽ ngồi tại nhà hàng Marit để ăn uống cũng như là nghỉ ngơi. Và nếu mà gia đình nhà các bác nhà quý anh chị muốn chơi buổi chiều thì cũng có thể ở đây nghỉ ngơi và sau đó 2 giờ chúng ta sẽ lại ra tiếp tục chơi các trò chơi ở đây như là bơi ở tại biển hồ tạo sóng, hay là chèo thuyền kayak ở đây, hoặc là chơi cầu trượt. Đấy, rất là nhiều những cái trò chơi ở tại biển hồ tạo sóng Vinhomes Gia Lai nhé các bác. Đây là đoàn khách của gia đình ở nhà chị Giang. Đấy. Đấy. Cái này là cái gì nhỉ anh nhỉ? Cơm lắm. Cái này là cơm lắm muối vừng đây đúng không? Với giò. À. Hôm nay nhà mình xuống đây chơi cảm thấy thế nào hả chị? Còn hai anh thì cảm thấy không khí ở dưới này thế nào? Đó là một cái trải nghiệm mới đúng không anh? Đáng sống luôn. Dạ vâng, anh ăn đi ạ. Ở tại dự án Vinhomes Gia Lai thì sẽ có 6 đại tiện ích lớn và 8 phân khu khác nhau. Cụ thể với 6 đại tiện ích thì sẽ là công viên Royal Way Bắc 18 ha, công viên Empire Bắc 7,5 ha, đại lộ Kinh Đô Ánh Sáng dài 1 km rộng 5 ha, công viên ven sông Siêu Bắc trải dài 2,6 km, bệnh viện resort 5 sao đầu tiên tại Việt Nam Vinbec, trung tâm thương mại Vincom. Bên cạnh 6 đại tiện ích lớn thì chúng ta sẽ có 8 phân khu thấp tầng. Cụ thể sẽ là phân khu
kinh doanh san hô. Đây là phân khu theo phong cách châu Âu, rộng 39 hectare. Phân khu đóng ngọc trai, phong cách Verly, 30,4 hectare. Phân khu mở Trà Là, phong cách Đông Dương, 26,5 hectare. Phân khu đóng Đảo Dừa, phong cách Nhiệt Đới, 24,6 hectare. Phân khu mở Cọ Xanh, phong cách Florida, 26,5 hectare. Phân khu mở Hải Âu, phong cách Địa Trung Hải, 21,5 hectare. Phân khu kinh doanh sao biển, phong cách Pháp, 35 hectare. Và cuối cùng đó là phân khu kinh doanh Kinh Đô Ánh Sáng, rộng 24 hectare. Em hỏi nhà mình tí là cái buổi đi chơi ngày hôm nay của nhà mình ạ, thì như hai chị đang có cảm nhận như nào ạ? Về đầu tiên là về không khí ở tại dưới biển Hồ Tạo Sóng này thì hai chị thấy thế nào? Thứ nhất là thú vị, chị thấy có đông vui không ạ? Nếu mà để mà được xuống dưới này ở cũng như là sống trải nghiệm thì chị có sẵn sàng? Sẵn sàng. À, tức là ví dụ như là sau này ở đây người ta sẽ làm cái mô hình, đó là mô hình kiểu homestay ấy. Thì hiện tại ở bên biển Hồ Vinhome 1 thì người ta cũng đang làm mô hình như vậy rồi. Tức là người ta sẽ cho thuê homestay ấy, tức là nghỉ dưỡng theo kiểu như 1-2 ngày, giống như kiểu mình đi ra ngoài các khu vực villa ấy đấy. Tức là người ta cho thuê căn hộ hay là cho thuê nhà để kiểu như là cư dân người ta về đấy, người ta tham quan chơi ở đấy 1-2 ngày thì người ta cũng có thể ra biển chơi này, hoặc là đi ăn nướng BBQ vào cái vâng, ở ngay tại biển đấy luôn, thì người ta cũng có những cái bãi bồi để nướng. Mà sau này ở đây khả năng ở chỗ này đây, lúc này người ta cũng sẽ mọc lên những cái chỗ để mình nướng trực tiếp ở đấy, thì nó cũng khá là hay đấy. Như hai chị đã biết đến dự án lâu chưa? Thì cũng lâu rồi, tại lâu. Xem ở trên nhưng mà đã yêu thì có cái đó chỉ là biết, cũng biết lâu rồi đúng không ạ? Biết lâu rồi à. Nghe thì cũng nghe nói và thấy các trang là các rất nhiều người quảng cáo về dự án này. Đi trên ô tô quảng cáo với dự án này. Thế nào? Thì là vì cái sức hút thì nó cũng khá là lớn. Đấy. Thì không biết là nhà mình là có định là đầu tư vào đây không nhỉ? Thì đấy, cũng đang nghiên cứu rồi. Đang nghiên cứu rồi đúng không? Nếu mà ở dưới này để mà đầu tư thì nó chắc là anh chị cũng biết là có khá là nhiều những cái dạng khác nhau. Chẳng hạn như là với một loại hình như là shop house chẳng hạn, thì là đấy là vừa là để mình kinh doanh, vừa là để mình để ở luôn, thì nó cũng khá là nhiều cái loại hình đấy. Thì để xem là ví dụ nhà mình thích cái loại hình căn hộ nào, một là theo kiểu nhà cho thuê homestay, một là theo kiểu là kinh doanh buôn bán hàng hóa, một nữa là kiểu là mình mua mình để đấy thôi, hoặc là mình để ở sau đó khi nào được giá thì mình bán, thì nó cũng khá là nhiều đấy. Nói chung là cái này nó cũng phải phù hợp với cả mỗi người, nên là đúng cái này rồi, mỗi người thì rất là thích rồi, nhưng đúng rồi, thực ra thích thì thích rồi, đúng rồi ạ. Thật sự thì thích thì ai cũng thích, ngay cả bản thân em thì em cũng thích thôi, đúng rồi. Sau khi đón tiếp gia đình của nhà chị Giang ở dưới Bắc Linh thì em cũng có đón tiếp gia đình của nhà chị Ngọc ở dưới Long Biên trong buổi chiều ngày hôm nay. Chị thì cũng có đang tham khảo để đầu tư tại dự án Vinhome Giờ Em Bay. Hiện tại thời tiết đang mưa khá là lớn và chủ đầu tư khá là chu đáo khi mà chuẩn bị sẵn áo mưa để dành cho khách hàng xuống đây trải nghiệm, nó không mất phí nha các bác. Đang rất là đông khách hàng đứng ở tại dự án để check in đây. Và các bác nhà quý chị xuống đây trải nghiệm thì phải đăng ký thông tin với sàn trước nhé. Sau đó chúng ta sẽ ra đây check in bằng căn cước công dân nhà. Các bác nhà quý chị ngoài ra có yêu cầu muốn xuống đây trải nghiệm có thể liên hệ với em qua số là trên màn hình, em sẽ hỗ trợ các bác. Ôi trời.
trong ngày hôm nay thì em đã đón tiếp được hai đoàn khách, đó là đoàn của gia đình nhà chị Giang và gia đình của nhà chị Ngọc. Thì đây là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Nếu mà như các bác và quý chị có muốn xuống đây trải nghiệm cùng với cả gia đình hoặc là bạn bè thì cũng có thể liên hệ với em qua số hotline trên màn hình, thì em sẽ hỗ trợ cho các bác và quý anh chị nhé. Và các bác và quý anh chị đừng quên đó là ấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của Minh Chí Nhà Đêm. Và hẹn gặp lại các bác và quý anh chị ở những video clip tiếp theo. Xin chào.